Chào mừng mọi người đến với kênh Mộng Tiên Giới. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video. Và sau đây là chấp 366 của bộ truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông. Các đệ tử chia thành nhóm 50 người, lần lượt tiến vào sinh tử bí cảnh. Mỗi lần phải có hai vị trưởng lão đi cùng. Ưu tiên đệ tử nào đang ở giai đoạn đột phá. Mặc dù sinh tử bí cảnh có thể chọn chế độ dễ, nhưng độ khó tổng thể sẽ điều chỉnh theo người tiến vào. Sắp xếp số người như vậy, có lẽ có thể giữ cho boss cuối cùng ở cấp võ hoàng, tỷ lệ vượt qua sẽ cao hơn. Ngụy lão, lần này đi Trung Tôn Châu, ta sẽ dẫn theo 25 đệ tử đứng đầu. Đệ tử ở lại, phiên ngài và các trưởng lão đoàn chiếu cố. Tông chủ yên tâm, lão phu nhất định dốc hết sức. Ta cũng sẽ giám sát các đệ tử chăm chỉ tu luyện, về sau nhất định khiến ngài mở rộng tầm mắt. Đúng rồi. Ngụy lão, ở Trung Tôn Châu có, vị hồng nhan chi kỷ nào của ngài không? ta sắp khởi hành rồi, cũng cần chuẩn bị trước. Có thì có, nhưng với địa vị của ngài, gần như không thể gặp được nàng. Có thật à? Thế thì ta yên tâm rồi, các đệ tử đều đang chờ ta cùng xuất phát. Ta đi trước đây. Tông, đám tiểu tử thối các ngươi, không phải đã nói chờ ta sao? Hà vô địch, dù có băng lão, ngươi cũng không thể thực sự đưa cửa của ta đi được. Tông chủ xuất trinh, chắc chắn sẽ gây sóng gió ở Trung Tôn Châu. Băng lão, trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ bảo vệ Vạn Cổ Tông nhờ cả vào ngài. Ngụy Thiên Bang, Ngụy Thanh Phong, năm xưa các ngươi đã làm náo loạn Trung Tôn Châu đến trời long đất lở. Lão phu dù ngủ say nhiều năm, nhưng vẫn thường nghe các hậu bối bất tài nhắc về thành tích của ngươi, thật đáng kinh ngạc. Ngươi có thể xưng là nhân vật chính của thời đại trước, nhưng tại sao bây giờ ngươi chỉ còn khí tức võ hoàng, lại còn rối loạn như vậy? Theo ta biết, năm đó ngươi là võ. Bao nhiêu năm rồi, không nhắc cũng được, lão phu bây giờ, chỉ cần trồng dược là đủ. Không ngờ một thiên tri kiêu tử như ngươi cũng có lúc chán nản, cam chịu bình phàm, thậm chí không muốn đặt chân lại trung tôn châu. Chán nản, cam chịu bình phàm. Lão tử đã dùng cách trực diện nhất. Để tuyên cáo với đám tiểu tử của Trung Tôn Châu, Lão Tử đã trở lại. Tất cả nghe đây, điều lệ đầu tiên của Vạn Cổ Tông, Tạm thời điều chỉnh. Nhất định không được nhắc tên Ngụy lão trước mặt bất kỳ công chúa, quận chúa, gia chủ phu nhân, sư thái, phu nhân thành chủ, nữ hiệp, Hoa Khôi. Hoa Khôi trường danh giá, chị em sinh đôi, nhắc đến tên Ngụy lão, thậm chí chữ Ngụy cũng không. Nếu chúng ta lại gây chuyện, đánh không tốt thì phiền to đấy, hãy nhớ kỹ. Tô Tiểu Mạt, nói đến việc chính thì ngươi lại ngủ, nhìn đại sư huynh nghe nghiêm túc biết bao. Ta không ngủ, ta không ngủ. Còn bảo không ngủ, vừa vào đến biên giới Trung Tôn Châu là ngươi đã ngáy rồi. Ta cá là dù có ai ném con rồng lên đầu ngươi, ngươi cũng không tỉnh đâu. Ta, đã luyện thành nói gì chúng đó rồi sao? Xin lỗi, nửa đêm tự nhiên muốn ăn khuya, không ngờ gây ra chút ẩm ý. Không làm phiền các vị chứ. Lấy địa bạo long võ vương đỉnh phong làm bữa khuya, thân thủ các hạ không tồi. Tội kỳ, hắn không có sát khí với chúng ta, trở về thôi. Không ngờ. Lại có thể tình cờ gặp được một thể tu giống ta, ta cảm nhận được sức mạnh thể chất bạo liệt như dã thú trên người ngươi. Thú vị thật, thú vị thật, đạo của ta không cô độc. Có hứng thú so tài vài chiêu không? Chật. Lão tử đói quá, phải đi ăn một bữa no. Nhìn bộ dạng các ngươi, cũng là đến tham gia Long Hồ tranh bá phải không? Ta sẽ chờ ngươi ở Long Hồ tranh bá. Quái dị. Nhưng, là một tên mạnh mẽ phi thường. Quả nhiên Trung Tôn Châu không nuôi người nhàn rỗi. Hơn nữa càng đi vào trong, linh khí càng đậm đặc, gần như bằng một phần trăm của tông ta rồi. Sao đột nhiên lại có gió lớn? Không phải. Là có người xuất kiếm. Nguyên là giang hồ khách. Trường kiếm thiên địa. Kiếm thế như thế, thu phát tự nhiên, ta tự nhận chưa thể làm được sự nhẹ nhàng uyển chuyển như vậy. Trung Tôn Châu này, quả thật không nuôi người nhàn rỗi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.